liên quan tới vụ việc một gia đình ở Đà Nẵng tố con trai đi mầm non bị cô giáo gây thương tích. Đáng chú ý, gia đình đã được xem video lớp học tua nhanh gấp 4 lần và phát hiện điểm bất thường, nhưng sau 3 lần làm việc, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh vụ việc. Theo phản ánh của chị LTTT sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, phụ huynh của cháu LHL 4 tuổi đang học tại trường mầm non Xanh Xuân, quận Liên Triểu, Đà Nẵng. Sự việc xảy ra ngày 22 tháng 12 năm 2022, khi đón con đi học về, chị phát hiện cháu L có vết sưng to chán. Cháu L được nhập viện điều trị với chẩn đoán có tổn thương ở vùng chán. Ngày 23 tháng 12, chị T. được nhà trường giải thích về vết thương của cháu L là do va chạm cùng bạn trong lớp hoặc do bị ong chích khi sự việc xảy ra chị đề nghị nhà trường trích xuất camera tìm hiểu nguyên nhân nhưng không được cung cấp không thỏa mãn với giải thích từ nhà trường chị t đã gửi đơn lên cơ quan chức năng quận liên triểu sau khi được xem xét trích xuất camera tại lớp học chị t cho rằng con chị bị cô giáo đối xử không tốt trao đổi về vấn đề này ông nguyễn thanh lịch trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Liên Triều thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ phụ huynh phản ánh trẻ bị thương sau khi đi học tại trường mầm non Xanh Xuân, phường Hòa Minh, ngành đã kiến nghị Ủy ban nhân dân quận giao công an xác minh. Trước đó, phòng giáo dục và đào tạo đã có 3 lần mời phụ huynh cũng như đại diện trường mầm non lên làm việc. Tại buổi làm việc ban đầu, phụ huynh đồng ý không có chuyện cô giáo đánh đập, bạo hành ở trường mầm non. Tuy nhiên trong buổi làm việc gần đây nhất ngày 5 tháng 1, phụ huynh và trường mầm non Xanh Xuân vẫn không đi đến thống nhất kết luận, nên phòng giáo dục đào tạo kiến nghị lên Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu giao cơ quan công an xác minh làm rõ. Ông Lịch cho hay sự việc đang được chuyển sang cơ quan công an điều tra xác minh. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, nếu đúng như việc có giáo viên đối xử không công bằng với trẻ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Qua theo dõi clip, trường phòng giáo dục và đào tạo quận Liên Triểu cho biết, tôi không đồng tình khi thấy cháu lở bị ngồi riêng ở một góc trong lớp, mặc dù theo các cô giáo thì nguyên nhân do cháu nghịch và hiếu động. Tôi không đồng tình với cách chăm sóc như vậy, còn việc có hay không hành động bạo hành trẻ thì phải chờ cơ quan công an làm rõ, ông Lịch nói. Cũng theo ông Lịch, phòng giáo dục đào tạo quận Liên Triểu đã có thông báo đình chỉ hai cô giáo đứng lớp liên quan đến vụ việc trên. Ông Lịch cho hay, qua kiểm tra, một cô giáo là giáo viên âm nhạc đang học thêm nghiệp vụ sư phạm và một cô giáo học đại học sư phạm mầm non nhưng chưa có bằng. Như vậy là không đúng quy định nên chúng tôi có thông báo yêu cầu nhà trường đình chỉ hai giáo viên trên. Ngoài ra, phòng cũng chỉ đạo cắt thi đua của trường mầm non xanh xuân vì không xử lý thỏa đáng vụ việc, yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh và hoàn trả học phí, thanh toán viện phí cho cháu lờ vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân vì sao cho bé lại bị thương thế nhưng những bậc phụ huynh khi rơi vào trường hợp tương tự đều sẽ đồng cảm với người mẹ trong vụ việc này hy vọng cơ quan chức năng đã vào cuộc và có câu trả lời rõ ràng cho sự việc